ở trong tầm giá khoảng dưới 400 triệu mà mua một chiếc xe đi cho gia đình thì chúng ta cũng có khá nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên thì phần lớn nó sẽ đến từ các phân khúc hạng A, tức là các mẫu xe cỡ nhỏ, giá rẻ. Ví dụ bồi dưới 400 ấy, thì anh em có thể mua được i10 lướt đời 2018-2019. Nó rơi vào khoảng tầm 338, tầm đó 37-38. Đấy, còn một số các mẫu xe khác, nhưng mà nếu mà muốn ngon chết thì lại phần lớn lại là những chiếc xe đời khá là sâu. Tuy nhiên ở trong phân khúc này có một số những chiếc xe phải nói là rất tuyệt vời và cũng rất nhiều anh em lựa chọn qua nhiều năm, kể cả là thợ bọn mình cũng rất hay lựa chọn. Đó chính là những cái mẫu xe kiểu như này. Kia Cerato, Kia Forte. Có thể là tên gọi khác nhau dành cho những thị trường khác nhau, nhưng về cơ bản thì có thể gói là chung một cái kiểu xe như vậy. Một chiếc sedan hạng C, chạy khá là sướng, chắc tay, cũng khá là đầm. Tuy nhiên thì rất tiếc là nó lại hơi ồn. Đấy, nếu anh em mà chấp nhận khắc phục mua những mẫu xe này về thì mình nên làm thêm cái hệ thống chống ồn nữa. Chống ồn phun sơn phủ gầm này, chống ồn ở khoang động cơ vọng vào trong khoang hành khách này, chống ồn cánh cửa này, chống ồn sàn thì chắc chắn là nó sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Và khi đó thì mình sẽ có một mẫu xe phải nói là rất tuyệt vời. Như chiếc xe mà đứng cạnh mình này là Kia Forte bản S nhé, bản Sport thể thao ấy. Đời 2013, chạy được hơn 7 vạn rồi và hiện tại bây giờ thì đang chào bán dưới 400 triệu đồng. Thực ra là 399 triệu, tức là nó chỉ thiếu có 1 triệu thôi, chào số cho nó đẹp mà. Đấy. Một chiếc xe này có thể nói là rất ngon. Đấy. Nếu mà anh em nào đang tìm những cái mẫu xe kiểu như thế này dành cho gia đình, đầm chắc, rộng rãi, option nhiều này, bộ chìa khóa thông minh, sưởi sấy vô lăng, cửa sổ trời, gảy số trên vô lăng, điều hòa ghế thứ hai, nói chung là đủ hết, chẳng thiếu gì cả và rất là rộng rãi luôn. Đây nhá. 399 triệu thì anh em sẽ có cái gì? Đầu tiên là sẽ có một cái hệ thống đèn vẫn dừng lại ở mức độ cơ bản thôi, halogen phản xạ đa hướng, nhưng mà có cái giải đèn led ban ngày thì rất là đẹp. Đấy. Cái giải này rất tuyệt vời luôn. Ca lăng mũi hổ truyền thống này, logo 3D rồi nhá. Đấy. Ở bên hông thì anh em lại còn có với cái form S Sport này này, 2013, cuối 2013 này thì mình có cái bộ la răng của Kia K3 ngày xưa. Đấy. Lốp này thì chắc chắn là không thể là lốp nguyên bản theo xe được rồi, bởi vì 2013 đi hơn 7 vạn chắc chắn phải là dàn lốp thứ hai. Và nếu như nhìn cái độ mòn này thì tôi nghĩ là nó sẽ rơi vào khoảng tầm hay 2018. Đoán vậy thử nhá. Là đúng không? Đấy. Cái lốp bên này là 2019 này. Đây, Kia Forte bản S. Đây, anh em nghe tiếng đóng cửa nhá. Đấy, cũng khá là chắc đấy, không đến nỗi đâu. Thực sự là những mẫu xe như này thì đi nó thể thao này, nhìn nó cũng nhẹ nhàng, thoải mái, cũng khá là phong cách đấy chứ nhỉ? Anh em nào trẻ đi hợp lý. Những tiếng đóng cửa vẫn rất còn chắc này. Hôm trước trên TikTok ấy thì mình có làm rất nhiều cái video về 400 triệu mua những mẫu xe gì, thì đây cũng sẽ là một trong những cái sự lựa chọn. Đây là bản S, mình sẽ có cái đuôi gió này rất là đẹp, cảm biến lùi, cảm biến góc này, cam lùi có đủ cả. Đây, mở cốp cho anh em xem nhé. Kích lốp dự phòng các thứ đầy đủ hết. Đây này, như chủ xe này là làm chống ồn 3M hết rồi, chống ồn ở sàn xe rồi. Đấy. Anh em nào lấy những mẫu xe này về mà cẩn thận hơn nữa ấy, mình làm thêm một lớp phủ chống ồn ở dưới cao su non thì có lẽ là chạy ngon chết luôn. Như con này mình chạy là cũng thấy khá là ok đấy, nó cách âm khá ổn rồi. Đấy nhá. Đây, nếu mà nội thất thì nó sẽ rộng như này này. Đấy. Mình vừa cầm lái mẫu xe này và để cái ghế này theo đúng cái tiêu chuẩn mình đang ngồi, 1m70. Và đây là cái hàng ghế thứ hai, cũng sẽ rất thoải mái như thế này này. Và anh em lưu ý nhé, đây là xe Hàn thì nó có một cái như thế này, có nghĩa là cái da của nó rất là nhanh nhăn ở những cái vị trí này. 7-8 vạn nó nhăn hết như này. Ghế này là ghế nguyên bản, nếu mà mình thích đẹp hơn ấy, thì về anh em hoàn toàn có thể thay đổi bọc một bộ mẫu da mới, thì bây giờ nó cũng chỉ rơi vào khoảng tầm nếu mà da ngon thì tầm 9-10 triệu, còn nếu mà da thông thường ấy, thì 5-6 triệu là anh em có bộ ngon lắm rồi. Còn nếu mà giá rẻ thì chỉ khoảng 1,5-2 triệu. Đây nhá, hàng ghế thứ hai ngồi rất rộng rãi này, trần cao thoáng, kệ thì tay có đủ. Đấy, đây là một trong những cái điểm rất là tuyệt vời của một cái mẫu giá rẻ nhưng mà đi rất là hay, chỉ mỗi tội là ồn, tiếc nhất là nó ồn. Đây, anh em lên khoang nội thất đi, có rất nhiều thứ cũng hay ho đấy. Tính ra 400 nữa là cái số tiền hầu hết mà khách hàng bỏ ra để mua một cái mẫu xe lần đầu cho gia đình. Đặc biệt là những người mà chưa biết nhiều về xe thì nên chọn những cái mẫu xe kiểu như này, tức là nó đã có nhiều người dùng, có thương hiệu từ lâu, option cũng đủ để cho anh em mình trải nghiệm. Đây, ghế chỉnh cơ này. Đây, vô lăng này,
nhìn rất thể thao. Ba chấu nhá, khâu ra hết. Đấy, khâu ra toàn bộ này. Lẫy chuyển số, anh em nhìn chưa? Sport mà có lẫy chuyển số này là chạy trước các thứ rất sướng này. Cái đồng hồ phía sau vô lăng nhá, anh em nhìn thấy không? Một cái phong cách thiết kế phải nói là rất thể thao. Nền thì đen này, chữ trắng xong lại kết hợp toàn những đèn đỏ, thế là nhìn nó rất là phong cách. Đấy, chạy con này về cơ bản là sướng, cảm giác lái cũng khá là thích. Đây, những cái option khác thì ví dụ như anh em có thể quan sát thấy này, đầu DVD. Đấy, có GPS dẫn đường nhá. Điều hòa hoàn toàn là điều hòa tự động hết và cũng khá là mát. Đấy, start top khởi động thông minh này. Hộp số 6 cấp. Kệ tì tay, tất cả các thứ có đủ cả. Đây, còn cái này khá là thích, cửa sổ trời nhé. Đấy, hiếm có mẫu xe nào loanh quanh khoảng tầm dưới 400 mà lại thiết kế thể thao đẹp như thế này, xong lại option nhiều như thế này nữa. An toàn cũng rất là ngon, phanh ABS rồi là cân bằng điện tử, túi khí quanh xe. Nói chung là không chê được gì đâu. Về cơ bản là mình thấy mẫu này là một trong những cái mẫu xe khá là tuyệt vời đấy. Đấy. Điểm lại nhá. 2013 bản Forte bản S này, chạy được hơn 7 vạn, chính xác là 7 vạn 7. Dàn lốp thay mới hết rồi. Đấy. Anh em lấy về chỉ việc chạy thôi, dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Kính, phim, sàn có đủ cả. Cũng khá là hợp lý nhỉ. 399 triệu nhá. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với mình theo số hotline mình để bên dưới ấy. Rồi, cảm ơn anh em nhá. Và hẹn gặp lại anh em ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.